xin chào mọi người nha. Em đang cưng con này là sò lụa nha cả nhà, ngao hoa hay sò lụa rất là to nha. Hôm nay rất là to nha cả nhà. Giờ này thì em không thấy được comment của khách nha. Hôm nay thì em quay sơ hàng hôm nay, chào cả nhà buổi sáng nha cả nhà ơi. Này là ngao hoa hay còn gọi là sò lụa nha cả nhà, 130.000 cho 3 kg nha, 130.000 cho 3 kg sò lụa nha cả nhà. Đây, rất là nhiều nha, bên em đang nhập hàng nè cả nhà, đang nhập hàng. Đây là sò bọp tím nha, bọp tím là 200.000 cho 3 kg nha mọi người ơi, rất là nhiều loại nha. Hào hương, cà na cồ đại siêu to nha cả nhà, 101 giá vẫn không đổi nha. Cà na hôm nay rất là to nè cả nhà ơi, rất là xinh luôn nha, 101 một ký nha cả nhà. Cà na cồ nha, rất là to cả nhà, 101 nha. Cái nào mà ăn cà na thì mình lên đơn sớm giùm em nha. Đây là sò lụa ngao hoa, 130.000 cho 3 kg nha, ngao hai cồi nha cả nhà, ngao hai cồi 135.000 một ký, combo 2 kg là 250. Này là sò dương bi ha, sáng nay thì rất là ít sò dương bi, cái nào mà đặt sò dương bi thì mình nhanh tay đặt hàng giùm em nha, đặt sớm nha cả nhà. Móng tay cồ 95.000 một ký ha, dịch nhưng mà bên em vẫn về đầy đủ hàng nha mọi người, đầy đủ hàng cho khách luôn nha. Ốc hương hôm nay giá là 350 một ký, ốc hương size lớn nha cả nhà, 350 một ký nè mọi người, rất là xinh luôn nha. Tầm 140-150 con nha cả nhà, size từ 140 đến 160 con. Wow, có nhiều con rất là to luôn khách ơi, rất là to luôn nha. Rất là to luôn cả nhà ơi, ốc hương hôm nay khá là to nha cả nhà. Ốc hương rất là xinh luôn á. Khách nào mà ăn ốc hương thì mình lên đơn sớm giùm em, giá là 350 nha cả nhà. Giá hôm nay là 350 một ký nha, size tầm 140 đến 150 con nha cả nhà, 140 đến 160 con nha khách nha. Giá là 350 nha. Đây là ốc hương nha. Chào chị Võ Trinh nè, em thấy rồi, mọi người có thấy em không ta? Mọi người thấy em thì chấm giùm em một cái nha cả nhà. Mọi người thấy em thì chấm giùm em một cái nha. Không biết luôn á. Không mày to chưa? Wow, siêu to nha cả nhà ơi, siêu to. Bóc nữa, son nữa. Ốc hương nha khách ơi. Ốc hương hôm nay giá là 350 một ký nha cả nhà, size từ 140 đến 160 con nha cả nhà, 140 đến 160 con. Còn một thùng nữa. Ôi cái gì? Rong nho mọi người ơi, rong nho tươi sống luôn nha cả nhà, rong nho 100.000 một ký nha. Qua tiệm mua được không? Dạ được luôn nha cả nhà. Mình lên đơn giùm em nha, mình đặt gì thì lên đơn giùm em trước, xong mình qua mình ghé mình lấy thôi cả nhà nha. Hạn chế đứng lâu nha mọi người, bên em thì đang nhập kho đây mọi người. Rưỡi một ký nha chị Ngân ơi, 350 một ký, size từ 140 đến 160 con nha chị nha. Sò lông nhung, cà na siêu to nha cả nhà, cà na hôm nay rất là to luôn nè cả nhà, rất là to nha. Cà na cồ rất là to, cái nào mà ăn cà na đó. Chào chị Mai Dương nè, có ốc mỡ nữa nha chị nha. Chị Mai Dương có ăn ốc mỡ không ta? Mai ơi chốt cho chị Mai Dương em ơi. Ốc mỡ nha cả nhà, ốc mỡ trắng nha cả nhà. Thịt rất là nhiều luôn, 130.000 một ký.
Mình về mình xào me, xào tỏi siêu ngon nha cả nhà, 130 ngàn một ký nha. Mua bao nhiêu cũng bán hết nha chị nha. Ốc nhảy nhỏ thì em đang về, bây giờ là đang có ốc nhảy lớn nha, 180 ngàn một ký nha cả nhà. Ốc nhảy Nha Trang 180 ngàn một ký. Xào bọp hôm nay rất là ít, mọi người tranh thủ đặt xào bọp thì đặt sớm giùm em nha, chứ hết hàng nha cả nhà. Ốc nhảy lớn này là 180 ngàn một ký, con rất là to, tầm 40 con một ký ha cả nhà, rất là to luôn cả nhà ơi. Xào bọp thì bên em đang gây tê bằng đá lạnh nè, hàng vô bên em đang gây tê bằng đá lạnh nha cả nhà. Tính ra mấy cái em làm chung với anh đứa nào cũng giỏi ra. Xào lụa, xào dương. Qua wow, xào dương nha cả nhà, xào dương lớn. Xào dương lớn tầm khoảng 5 con một ký thôi cả nhà, giá là 200 ngàn nha. Xào dương nhỏ là 140 ngàn một ký, xào dương lớn là 200 ngàn một ký nha cả nhà. Cuối tuần thì hàng lên giá nhưng mà bên em vẫn không lên giá cho mọi người nha. Giá là 200 ngàn một ký nha. Tu hài có luôn nha, tu hài là 320 một ký. Tu hài nhắn khách, tu hài là 320 ngàn một ký nha. Ghẹ hôm nay giá là 500 nha chị nha. Chị ơi chị ghé sớm lấy giùm em nha. Hôm nay là cuối tuần. À hôm nay là cuối tuần nha cả nhà. Qua wow, mọi người thấy con tu hài không? To siêu to luôn nha. Vú heo là 260 ngàn một ký nha. Một hộp là 500 gram, giá là 130 ngàn. Tu hài nè cả nhà, siêu to luôn nha, giá là 320 một ký. Mọi người mua nhà em mua cái gì cũng rẻ hết cả nhà. Mua cái gì cũng rẻ hết nha cả nhà nha. Xào huyết là 201, cua thịt là 380 ngàn một ký nha chị nha. Xào điệu tươi Hoan Thiết combo 3 ký là 200 ngàn. Rất là nhiều loại luôn, mọi người tranh thủ ghé sớm giùm em nha. Hôm nay chắc chắn là hết hàng rất là sớm nha mọi người. Hôm nay cuối tuần nên là hết hàng rất là sớm. Cái này cái gì vậy nhờ? Xào mai. Dưới thùng xà mai có xà mồng nữa, có xà mồng ở dưới á. Đếm cho chị thử nhiêu con xà mai nha. Dạ. Xà mai combo 5 con là 135 ngàn nha cả nhà ơi. Có bán nửa ký nha chị nha, mua bao nhiêu cũng bán hết nha chị nha. Hàu sữa thì 5 ngàn một con. Hàu sữa bên em là 5 ngàn một con nha cả nhà. Về nướng siêu ngon luôn ha. Hàu sữa nhà em rất là to nha khách, 5 ngàn một con nha. Cái gì cũng có hết nha mọi người. Từ hàng tươi, sống, đông, lạnh, cái gì cũng có hết. Xịt miếng đi. Cái gì cũng có hết nha mọi người nha. Hàu sữa có hàu sữa nha, em có hàu sữa luộc nữa nha cả nhà. Hàu sữa luộc là một bịch như này là 65 ngàn nữa nha cả nhà ơi. Hàu sữa luộc con rất là to nha, một bịch như này là 65 ngàn cũng có luôn nha. Có tôm sắt luôn nha chị nha, để em mở cái thùng tôm sắt ra. Phi Phi mở giùm em cái thùng tôm sắt ra em Phi. Tôm sắt bữa nay nhiều á, hai thùng luôn. Xào huyết nha mọi người, trong thời gian mở tôm sắt thì em sẽ quay xào huyết cho mọi người xem nha. Tôm sắt là 150 ngàn ký nha, xào huyết. Xào huyết là 201 một ký, size này tầm 80 đến 9 à 70 đến 80 con nha cả nhà. 70 đến 80 con nha. Xào huyết có nè, xà lông có, xào huyết có, xà dương bi có, xà mồng có, đủ loại hết. Đến với bên em mọi người được lựa chọn rất là nhiều loại luôn nha mọi người. Mọi người chỉ việc đi chợ thôi nha. Sao anh? Mọi người chỉ việc lên đơn, mọi người chấm một phát, bên em sẽ gửi menu ngày hôm nay cho khách nha. Các bạn sẽ gửi menu cho khách nha. Cua cóm nè cả nhà, cua cóm nè. Nhiều khách hỏi tại sao cua cóm nó nhỏ vậy em. Đúng rồi, tại vì cua cóm là cua tăng size nên là nó nhỏ nhỏ cỡ này nha cả nhà. Đúng. 670 ngàn một ký cua cóm nha cả nhà. Cua cóm hay còn gọi là cua hai da, 670 ngàn một ký nha. Cua thịt 380 một ký, size tầm 6 đến 7 con nha. Em xin lỗi. Tầm 4 đến 5 con nha cả nhà. Cua thịt 4 đến 5 con một ký nha. Giá là 380 ngàn.
Anh bóc giùm em nha chị Chris ơi, Chris Phương ơi, em bóc giùm em nha. Cua thịt nha cả nhà, cua thịt là 380 một ký, tầm 4-5 con một ký nha khách nha. Siêu chắc nha, rất là chắc, cái này bên em bao chắc nha khách nha. Nó dữ ghê không cả nhà. Rồi. Cua thịt, cua cóm, cua gạch cũng có luôn nha. Ủa anh chưa chỉ tiền ra ổng không? Chỉ tiền cho ổng đúng không? Ông nhắc chứ không nhắc quên nha. Bữa sau ổng bắt ông lại á. Cua nha cả nhà, 380 ngàn một ký. Mọi người ăn gì anh bóc giùm em nha. Nghiêu tím, nghiêu hai khồi đủ loại hết mọi người ơi. Cái gì cũng có hết nha. Mọi người lên đơn giùm em nha. Thì thôi, còn bên em sẽ giao tận nơi nha cả nhà. Này là rong nho cả nhà. Đây là rong nho bên em đang sang thùng để chạy oxy nha. Rong nho tươi sống hàng về mỗi ngày nha cả nhà. Thùng này là 25 kg. Nhà bên em là bán hết trong ngày và nhập vào ngày mới nha cả nhà ơi. 135 ngàn cho 5 con sò mai nha. Khách ăn gì thì chỉ việc lên đơn giùm em thôi nha cả nhà ơi. Cái này gì nữa ta? Ôi quên, Trúc ơi, có tôm phóc nữa Trúc ơi. Này là tôm phóc nha cả nhà. Có tôm sắc nè, có tôm phóc. Hôm nay tha hồ mọi người lựa chọn tôm hùm, tôm sắc, tôm phóc đủ loại hết nha mọi người nha. Hào thì 5 ngàn một con. Tôm phóc này mình về mình cháy tỏi rang me nha, siêu ngon nha cả nhà. 100 ngàn một ký, tôm phóc là 100 ngàn một ký nha khách. Em quên luôn là hôm nay có món này nữa cả nhà. Tôm này là 100 ngàn một ký nha khách. Rất là nhiều loại luôn mọi người ạ. À, bên em soạn từ sáng giờ mới xong kho hàng nhà em á. Rất là nhiều loại luôn. Tôm này là tôm phóc nha cả nhà. Hào là 5 ngàn một con nha khách ơi. Bên em có giao tận nơi, trừ Gò Vấp là bên em không giao nha cả nhà. Gò Vấp phường Thạnh Lộc quận 12 là bên em không giao nha. Ghẹ, ghẹ có ghẹ luôn ha. Ghẹ size 4-5 con một ký có luôn nha. Tu hài cũng có luôn. Mọi người thấy em thì muốn hỏi gì thì chấm giùm em một cái nha cả nhà ơi. Sào lông hôm nay khá là to luôn nè cả nhà. Cái nào mà ăn sò lông thì lên đơn sớm giùm em nha. Có nhiêu đây chứ tầm khoảng 20 kg thôi cả nhà. Không có nhiều đâu, tầm 20 kg thôi. Nên là tranh thủ lên đơn sớm giùm em nha. To lắm khách. Sò lông nhung hôm nay rất là to luôn. Con này nó ngậm con này luôn. Con này ngậm con này nên con này nó bị quéo luôn rồi. Rất là to mọi người. Bên em thì rửa sạch cho mọi người nha. Cái gì nhờ? Hàu sữa bên em sẽ rửa sạch nha mọi người. Mình về mình hấp sơ giùm em là nó há miệng, hoặc là khách về khách nướng nó nóng là nó sẽ há miệng nha. Tâm tích là 3 giờ chiều có nha cả nhà. Bao nhiêu con nhớ nhờ? 9 hả? Ông bắt nhỏ xếp vô, hồi nãy ông bắt nhỏ bỏ vô luôn. Nó bỏ lên trực tiếp luôn. Bắt nhỏ xếp vô xong rồi bắt nhỏ đưa ghe lại. Hào hương có hào hương nha cả nhà. Cà na có cà na luôn nha. Bé Mai đâu rồi, chốt cho chị Mai Dương chứ để sót đơn của chị nè. Cà na nè cả nhà, khá là xinh luôn nha. To lắm luôn á. 101 một ký thôi, rất là to. Rất là nhiều loại mọi người ạ. À, siêu tươi ngon nha. Thôi em đun đun một chữ rồi. Đưa cái phong phong cho cái bán rượu này lấy á. Anh Phong, anh Phong nói lấy cua thịt đực. Cái gì cũng có hết mọi người, ăn gì lên đơn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi, xin chào mọi người nha.